Alo. Chị cho em hỏi giờ là chị ở cơ sở 1 hay 2 đó? Ở 2 bên Hồng Diệu em. Cơ sở 2 là ở Hồng Diệu, còn 1 là Tân An hả chị? Đúng rồi em. Dạ, cái chị em của Hồng Diệu là có chị đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đóng khách không chị? Không em qua đây. Dạ, dạ rồi, cảm ơn. Ok. Chỗ vừa rồi mới đang không? Chỗ chị là họ kêu có căn cước rồi, họ muốn làm sổ khẩu mới nữa. Người ta bỏ chỗ sổ khẩu á. Thì họ đâu có làm sổ chị đâu. Cũng nói với học đó. Mấy thì giờ kìa.